Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã lại ghé qua gian bếp của nhà mình nha. Hôm nay mình sẽ nấu một món canh và một món cháo. Canh đuôi heo với lại rau củ và cháo bắp cải đuôi heo nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta rửa sạch đuôi heo và chặt khúc cho vừa ăn. Thì chúng ta bắt đầu trụng đuôi heo. Ở đây mình sẽ cho một muỗng cà phê muối nè, một ít giấm táo để cho cái đuôi heo của mình nó không có còn cái mùi hôi á các bạn. Sau khi trụng phần đuôi heo xong thì chúng ta chuẩn bị một cái nồi khác, chúng ta cho nước lạnh vào các bạn. Chúng ta cho một củ hành tây để lấy nước ngọt. Bắt đầu chúng ta bỏ đuôi heo ở trong nước lạnh. Chúng ta sẽ bắt đầu nêm nếm gia vị cho phần nước đuôi heo của chúng ta. Ở đây mình nêm khoảng 1 muỗng canh rưỡi nước mắm. Một muỗng cà phê đường ăn kiêng, ở đây mình sử dụng đường la hán quả nha các bạn. Mình cho hạt nêm. Mình nấu đuôi heo độ khoảng 10 phút và mình tắt bếp và mình đậy nắp lại thêm 10 phút nữa các bạn. Thì đuôi heo của mình nó vừa chín tới như thế này. Nước luộc đuôi heo thì trong và đuôi heo cũng không quá mềm. Bởi vì mình không có thích ăn đuôi heo quá mềm các bạn. Rồi bắt đầu mình múc cho ra những cái khắp khác nhau để dành trong tủ lạnh để ăn dần đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy 1 khắp nước lèo và 4 cục đuôi heo để chúng ta sẽ nấu một tô canh rau củ quả như thế này. Ở đây mình có cải bắp thảo nè, su hào nè, su su nè, cà rốt nè. Mình sẽ lấy cái nước lèo hầm đuôi heo và mình nấu. Khi nước lèo đã sôi trở lại thì chúng ta sẽ bắt đầu cho su hào với su su vào trước nha các bạn. Mình sẽ cho những loại rau củ lâu chín vào trước. Mình cho su hào với su su. Mình nấu độ khoảng từ 2 đến 3 phút thì kế tiếp mình sẽ cho cà rốt. Đây mình sẽ cho cà rốt. Khi mà cà rốt chín thì mình sẽ cho kế tiếp là cải bắp thảo nha các bạn. Rồi mình bắt đầu lại cho đuôi heo trở ngược vào như thế này. Bởi vì mình thích đuôi heo không mềm không rụt, da vẫn còn giòn, thịt vẫn còn chắc, thì mình chấm nước mắm ăn rất là ngon các bạn. Rồi, canh chín thì chúng ta cho ra tô, chúng ta nêm hành ngò nè, hành phi nè, tiêu nè. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nấu cháo đuôi heo nha các bạn. Đây là bữa tối mình sử dụng cái máy xay này các bạn. Cái máy xay này là mình mua cách đây đã 5 năm rồi. Khoảng là 15 đô la để dùng xay đồ ăn dặm cho con trai út của mình đó các bạn. Đây là
bắp cải mình đã luộc sẵn, mình chia ra từng khắp như thế này để mình làm những các món cháo khác nhau đó các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ nấu cháo đuôi heo, ngày mai thì chúng ta có thể nấu cháo cá xê mình, bữa tới nữa thì chúng ta có thể nấu cháo lòng. Tất cả mọi thứ cháo mà chúng ta đều có thể nấu được các bạn. Bắp cải chúng ta đã luộc như thế này sẵn rồi, thì bây giờ chúng ta dùng cái máy xay như thế này nè, chúng ta xay cho nó nát ra để cho nó giống cái độ nó giống như là cháo bình thường đó các bạn. Cái máy này rất là gọn, mình rửa rất là ít các dụng cụ, mình chỉ rửa đơn giản thôi các bạn. Mình khuyến khích các bà mẹ có con nhỏ nên mua một cái máy này, mình đỡ cực trong cái phần rửa dụng cụ xay á các bạn. Bắp cải đã xay xong thì bây giờ mình sẽ cho lên bếp, mình sẽ bắt đầu mình nấu nha các bạn. Đây thì bắp cải này thì mình xay là hơi đặc, thì mình cái lúc này mình sẽ cho thêm cái phần nước lèo để cho cái độ đặc hay cái độ loãng của cháo mình thích đó nha các bạn. Đây mình sẽ cho thêm phần nước lèo luộc đuôi heo. Rồi mình nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn nha các bạn. Rồi thế là đã xong cái món cháo. Mình cho thêm hành nè, hành phi nè, tiêu nè. Thế là xong một món cháo đuôi heo rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những món ăn của mình nha. Đây là những món ăn keto, low carb hay là DASH nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích thì xin nhấn đăng ký giúp mình để mình có thêm động lực để làm những món ăn khác nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.